Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Hoài Lâm bị vạch trần bí mật tâm linh về tình trạng thật nghi ngờ tu tập sai cách gây xôn xao cộng đồng mạng. Liên tục chứng kiến tâm trạng bất ổn của Hoài Lâm, nam hot TikToker đưa ra những chứng cứ vén rèm nguyên nhân phía đằng sau khiến nhiều người gật gù. Vài ngày gần đây, cộng đồng mạng được phen ngỡ ngàng trước đoạn clip livestream của Hoài Lâm. Trước đó, giọng ca Hoa Nở Không Màu giao lưu với khán giả như bình thường. Thế nhưng đâu ai còn nhận ra anh chàng lịch lãm điển trai thời nào, mà thay vào đó là một người mang thần thái bất ổn, gương mặt nhợt nhạt, không tỉnh táo, cố gắng lắm mới mở được mắt. Không những vậy, khán giả càng thêm bội phần hoang mang khi con nuôi Hoài Linh liên tục ăn nói một cách ngắt quãng, không ăn nhập, không đầu, không cuối. Giọng anh chàng líu ríu, không tròn câu rõ chữ, câu từ cũng lủng củng khó hiểu. Hoài Lâm ngủ gật trên livestream. Mới đây trên mạng xã hội TikTok, một nam TikToker bất ngờ mổ xẻ và đưa ra phân tích về nguyên nhân, giải thích tại sao Hoài Lâm ra nông nổi như thế này. Clip nói về Hoài Lâm đạt gần 25.000 lượt thích. Mở đầu clip, anh chàng thu hút khán giả bằng câu nói gây sốc, tự nhận tình trạng của Hoài Lâm giống mình hồi xưa. Tin nóng cho mọi người là ca sĩ Hoài Lâm, cái em trai này khi mà anh lên livestream tâm sự với mọi người là mình thấy thần sắc của Hoài Lâm rất là lạ. Thứ hai, trên cổ của em có đeo một cái sao chổi, mà các bạn biết không, mình nghi em này bị giống như mình ngày xưa đó. Hồi xưa mà mình cũng giống như là chơi cái này, chơi cái kia, rồi sau này bỏ hết làm lại cuộc đời. Nam TikToker cho rằng nguyên nhân lớn nhất của Hoài Lâm đó là vận dụng sai lý thuyết khi tu tập dẫn tới cái kết không mong muốn. Là học đạo, cái đạo ghê lắm nha, là khi mà các bạn học đúng cách, nó thông suốt, còn bạn học không đúng cách, nó làm cái não hoảng loạn, giống như là không biết gì luôn. Khi mà mình nói chuyện đây, mình nói một cái câu này, câu kia, câu nọ, mình suy nghĩ không biết mình phát ngôn ra, có bị đổ lỗi cho người này, người kia không? Cái cơ thể chúng ta bị ngu ngơ. Bởi vậy, mình thông báo với anh em là trong cái đạo cần phải thông suốt nhé. Nếu thực hiện không đúng cách, nó dẫn dắt các bạn sang một thế giới khác. Mình nói bằng sự thật thôi nha. Nếu mà cái cơ thể phục hồi lại nha, là nói nhiều lắm. Nhưng mình này, mình nói tùm lum, tùm la, mình nói nhiều lắm, phản xạ lẹ lắm. Ở đoạn cuối clip, nam TikToker này còn cố khuyên nhủ mọi người, còn mà bị dính trong cái vòng mà đạo, mà đi sai lối, cái cơ thể bị chậm lại, nó ghì lại, nó ghê lắm các bạn ơi. Nói chung nó là một cái rất là tác hại nếu mà tu không đúng cách nhé các bạn. Dù đây chỉ là suy đoán của riêng cá nhân nam TikToker này, nhưng dưới phần bình luận nhiều ý kiến lại lên tiếng đồng tình khi họ cũng nhận thấy những điểm bất thường ở Hoài Lâm. Giải cứu Hoài Lâm đi à, đúng rồi, học đạo không đúng cách thì bị mình từng gặp rồi. Anh nói rất đúng, anh ấy nói chuẩn 100% đó các bạn. Tôi không nói về đánh giá Hoài Lâm hay nhận xét một ai, nhưng anh nói về đạo chưa xuống và đi sai sẽ thế này thế kia chuẩn. Tuy nhiên, nhiều ý kiến khác lại cho rằng lời phân tích trên của TikToker không có cơ sở, thậm chí là liên quan đến vấn đề nhiều về tâm linh. Hiện tại, chủ đề về thần thái bất ổn của Hoài Lâm sau một thời gian rời xa showbiz vẫn được khán giả đặc biệt quan tâm. Một sao nữ thẳng thắn tiết lộ tình trạng của Hoài Lâm, nhắn nhủ đầy xúc động đến con nuôi Hoài Linh. Vừa qua, Ellie Trần bất ngờ đề cập đến Hoài Lâm trong clip của mình. Người đẹp không ngần ngại lên tiếng bên vực đàn em khi thấy có quá nhiều bình luận ác ý. Cô cho biết mình từng trải qua trầm cảm nên nhìn ra Hoài Lâm đang phải đối diện với rất nhiều thứ. Ellie Trần hy vọng con nuôi Hoài Linh sẽ mạnh mẽ vượt qua, đồng thời công chúng đừng công kích cậu. Đối với người từng trải qua trầm cảm như tôi thì tôi đánh giá khách quan và chủ quan là em ấy đang liên quan đến nhiều thứ. Nên mọi người nếu nói những lời động viên khích lệ thì xin mọi người đừng bình luận độc hại. Có những thứ mọi người chỉ bình luận cho vui nhưng nó mang lại sự sát thương rất lớn cho người phải nhận. Chỉ mong em vững tin, mạnh mẽ và lạc quan. Cứ coi như nó là cái an yên mà em phải nhận. Rồi mình đi tiếp thôi, sống một cuộc sống của mình thôi, đừng để nó dìm em, Ellie Trần chia sẻ. Trong khi đó, Hoài Lâm đến nay vẫn giữ im lặng, không giải thích về đoạn clip được lan truyền khắp nơi. Sau khi chia tay Cindy Lư, nam ca sĩ chọn về quê dưỡng bệnh, đến nay chưa có ý định quay lại với showbiz. Năm 2021, Hoài Lâm từng khiến dư luận bàng hoàng khi đăng đàn tiết lộ mình đã nhiều lần bị đưa vào trại tâm thần. Con nuôi Hoài Linh sau đó nhanh chóng khóa bài đăng ở chế độ riêng tư, cũng không giải thích gì thêm. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.